Chào bạn, hôm nay là một buổi sáng thứ hai đẹp trời và chúng ta bắt đầu học bài đầu tiên của chương trình tiếng Anh giao tiếp của hellocoffee.vn. Như thường lệ thì trước tiên mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một số mẫu tin, một số thông tin sưu tầm hữu ích để cho việc học tiếng Anh của chúng ta thú vị hơn và chúng ta đỡ căng thẳng. Đây là một thông tin mình đã sưu tập trên mạng và bây giờ rất vui lòng chia sẻ với tất cả các bạn. Nếu bạn muốn có được những thứ mình chưa từng có thì bạn phải dám làm những việc mình chưa từng làm. Ngoại trừ những trường hợp cực kỳ may mắn thì theo quy luật bình thường, phải dám mạo hiểm thì mới có thành công. Nhưng trước khi mạo hiểm, người khôn ngoan sẽ đầu tư vào việc học để giảm thiểu rủi ro. Chết vì thiếu hiểu biết. Nhưng học thôi vẫn chưa đủ, vì học chỉ giúp giảm mức độ rủi ro khi hành động chứ không tạo ra kết quả. Chỉ có hành động mới tạo ra kết quả mà thôi. Khi hành động, sẽ có những người nói với bạn cùng một câu nói: hãy cứ an phận đi, đừng mạo hiểm. Nếu câu nói đó xuất phát từ người thân hoặc từ một người rất yêu thương bạn, hãy cảm ơn người đó và hứa rằng mình sẽ cẩn thận hết sức có thể. Còn nếu câu đó xuất phát từ một người dưng hoặc một người bình thường, có thể họ cũng có ý tốt đó, nhưng cũng có thể họ sợ bạn thành công hơn họ. Trong xã hội, không ít những người không dám thành công và cũng không muốn người khác thành công. Cho nên, cùng một câu nói, bạn phải xem xét nó xuất phát từ ai. Nhưng cho dù ai nói gì đi nữa, thì bạn vẫn không bao giờ có thể từ chối, có thể chối cãi quy luật. Nếu không trông chờ vào may mắn, bạn phải dám mạo hiểm trong phạm vi đạo đức và pháp luật, thì bạn mới có thể thành công. Hay nói cách khác, nếu bạn muốn có được những thứ mình chưa từng có, thì bạn phải dám làm những việc mình chưa từng làm. Đây là một mẩu tin mình sưu tập trên mạng. Các bạn hãy đừng quan tâm mẩu tin này tới từ đâu, mà các bạn hãy suy nghĩ về về câu nói này, về những gì mình đã đọc và hãy suy nghĩ nghĩ xem nó có đúng hay không. Nếu chúng ta cứ lấy 1 cộng 1 thì chắc chắn sẽ bằng 2. Do đó nếu chúng ta muốn lấy 1 cộng 1 không bằng 2 thì chúng ta phải làm một cách khác. Đúng không nào? Ok. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài học đầu tiên về chương trình tiếng Anh giao tiếp. Các bạn, nếu các bạn muốn có một kết quả khác thì hãy làm một điều khác đi, đừng làm theo những gì người khác làm nữa. Ai cũng nói là muốn các bạn muốn học giỏi tiếng Anh thì các bạn phải phải có giáo viên là người bản ngữ, thì tại sao các bạn không làm một điều khác đi? Điều đó phụ thuộc vào chính bạn mà thôi. Bạn có thể học giỏi tiếng Anh mà không cần có giáo viên bản ngữ. Hãy vào hellocoffee.vn và học tiếng Anh mà không cần người bản ngữ, mình tin là bạn sẽ giỏi ngoại ngữ. Hôm nay chúng ta sẽ học về giao tiếp, bài đầu tiên trong tiếng Anh. Greeting. Chào hỏi trong tiếng Anh. Thông thường các bạn chỉ sử dụng hello, how are you? Good morning. Các bạn chỉ dùng một số từ chào hỏi hết sức thông thông dụng hàng ngày, bởi vì giáo viên của bạn dạy các bạn là như thế, mọi người dạy các bạn là như thế. Những cách này là những cách chào hỏi rất khá thông dụng ở Việt Nam. Khá thông dụng, mình nói là khá thông dụng ở Việt Nam. Và những cách chào hỏi này thông thường là những cách chào hỏi trang trọng, tức là bạn có thể sử dụng nó để nói với bất kỳ một ai. Trang trọng thì bạn sẽ không sợ phải, bạn gọi là những cách nói mà giữ kẽ, những cách nói mà giữ kẽ thì các bạn không không sợ làm người khác phật lòng hay là những gì đó. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cứ dùng hello, hello, good morning, afternoon như vậy sẽ rất là buồn chán. Chúng ta phải sử dụng nhiều cách uyển chuyển hơn giống như người bản ngữ. Cho tới Việt chẳng hạn, các bạn, chúng ta thường dạy người nước ngoài để nói hello, để nói xin chào ai đó thì chúng ta hay nói là xin chào để chào người khác. Nhưng thực sự trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta
chúng ta rất ít khi sử dụng xin chào, và trong tiếng Anh cũng vậy. Do đó chúng ta hãy học một số những cách nói khác nữa để chúng ta có thể giao tiếp tiếng Anh giống như người bản ngữ hơn, thì nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ phân biệt ra có hai loại chào hỏi. Một loại chào hỏi bên ở đây chúng ta sẽ học loại trước tiên là loại formal. Formal tức là một chút nó có vẻ như là chào hỏi trong những trường hợp trang trọng, các bạn chào người khác khi lần đầu gặp hay là gì đó trang trọng hơn và các bạn muốn giữ kẻ. Chúng ta sử dụng những cách này. Cách đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng rất phổ biến, chắc là ai cũng biết, thì ở đây chúng ta có hello, hello, hello. Nhiều bạn đọc là hello, và thực ra trong khi giới thiệu về hellocoffee.vn thì mình cũng đọc là hello, lý do bởi vì các bạn thường quen với hello, và nếu mình đọc theo hello sợ các bạn không biết, do đó mình đọc là hello. Và trong bài học này mình sẽ hướng dẫn tới tất cả các bạn cách để chúng ta có thể sử dụng phiên âm của nó để chúng ta đọc, bởi vì chúng ta đã học hệ thống ngữ âm rồi. Nếu bạn chưa biết hệ thống ngữ âm là gì thì hãy vào hellocoffee.vn, click vào phần các bài giảng về giao tiếp hoặc ngữ âm, các bạn xem bài giảng IPA, bài giảng nguyên âm, phụ âm, rồi sau đó chúng ta quay lại bài học này, chúng ta có thể đọc nó chính xác hơn. Ở đây chúng ta có phiên âm của nó là hello. Như chúng ta đã học thì chúng ta sẽ đọc nó là hello, hello. H ghép với chữ ơ, chúng ta có h, l, o, wow, hello, hello. Chúng ta có thể đánh vần giống như tiếng Việt, phải không nào? Đây là trong từ điển Cambridge thì các bạn có thể thấy chữ o người ta ghi thành chữ o u thì cũng là hello, hello. Các bạn đọc là hello, hello. Okay. Đây là một cách chào hỏi khá thông dụng nhưng mà nó có vẻ một chút trang trọng và không gần gũi lắm, thì chúng ta dùng hello, hello. Thế cách chào hỏi thứ hai chúng ta sử dụng để chào hỏi tùy thuộc vào thời gian của một ngày. Chúng ta có buổi sáng thì chào như thế nào, buổi chiều thì chào như thế nào, và buổi tối thì chúng ta chào như thế nào. Ở đây chúng ta có phiên âm của nó là g, chữ u và chữ d, chúng ta đọc là good. Và more, chữ y và ng, good morning, good morning, good morning. Ok, là chào buổi sáng. Buổi sáng các bạn gặp người ta, các bạn chúng ta sẽ dùng good morning, good morning. Ok, chào buổi chiều của chúng ta là good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ở đây chúng ta có chữ U này là chữ U dài, tức là chúng ta viết U bình thường, chúng ta hiểu là U bình thường và hai chấm, chúng ta đọc là U dài, U. Good afternoon, good afternoon. Chúng ta nhấn vào dấu phẩy, có dấu phẩy ở đâu thì chúng ta nhấn vào dấu phẩy ở đó, ở đó chúng ta sẽ có good afternoon. Thế, chào buổi trưa. Và buổi trưa, buổi chiều và chào buổi tối của chúng ta sẽ là, chỗ này chúng ta cũng có g, u, ngắn, d, chữ e chúng ta đọc thành e, e với n, i, ng. Good evening, good evening, good evening. Chào buổi tối. Các bạn chú ý, ở đây là cách chào buổi tối, chúng ta không dùng good night, không dùng good night để chào buổi tối, mà chúng ta dùng good evening, bởi vì good night giống có nghĩa giống như là tạm biệt, tạm biệt các bạn, chào tạm biệt ai đó sau khi đã nói chuyện thì chúng ta nói good night. Do đó nếu các bạn gặp người khác cho dù đã khuya đi nữa thì chúng ta chào hỏi, chúng ta vẫn dùng good evening, good evening. Ok. Cách tiếp theo chúng ta có thể sử dụng tất cả những cách này là chào hỏi một cách khá là trang trọng trong tiếng Anh.
trang trọng, có thể sử dụng khi gặp người mới, người bạn muốn giữ giữ kẻ một tí xíu. Nhưng mà nếu các bạn gặp những người mà bạn bè thân thiết của mình, chúng ta không cần trang trọng chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng những cách khác ở trang sau. Okay. Ở đây chúng ta có một cách nữa, đó là is. Chữ này phiên âm của nó là is. Chữ này mình biết là n a này, e i này, nice, t m e dài này, meet, nice to meet me. Chữ này chúng ta đọc là ch, như chúng ta đã học thì chúng ta đọc là ch ch. Nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice. Như vậy là it's n này chúng ta đọc là nice to. To, bởi vì chữ to trong tiếng Anh thì nó chỉ là phụ, chữ phụ, do đó chúng ta đọc rất là nhẹ. To chúng ta đọc thành to. Do đó trong tiếng Anh chúng ta có những, về cấp độ câu thì chúng ta có những từ chúng ta nhấn và những từ chúng ta không nhấn. Thông thường những từ chúng ta nhấn đó là danh tính động trạng, tức là danh từ, tính từ, động từ và trạng từ thì chúng ta nhấn, thông thường là như vậy. Do đó ở đây chúng ta sẽ có nice, chúng ta nhấn bởi vì nó là tính từ. Thở chúng ta đọc rất là nhẹ. It's chúng ta cũng đọc nó khá là nhẹ. It's bởi vì nó là mở đề. It's nice to. Nice chúng ta tăng nó lên và thở chúng ta giảm xuống. Chữ meet danh tính động từ chúng ta lại tăng nó lên và you chúng ta giảm nó xuống một tí xíu. Chữ thở mà đi với chữ you thì chúng ta sẽ đọc nó thành chữ chờ. Chờ, do đó nguyên câu này chúng ta sẽ nói là it's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Do đó các bạn phải để ý là it's nice to meet you. Nó có hình lên xuống, đó chính là cái giai điệu của tiếng Anh. Chúng ta nghe nó giống như là một bài hát vậy. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Ở đây các bạn có nhớ là thế nếu mà ghép với you thì đọc là chưa. It's nice to meet you. Meet you. Chờ với u, meet you. It's nice to meet you. Okay. Chúng ta còn nói là it is nice to meet you. Nó nghe rất là giống như là máy tính nói vậy. Do đó các bạn hãy để ý, cố gắng để chúng ta luyện tập những câu nói này thường xuyên hơn để chúng ta có thể nói nó chuẩn hơn. Chúng ta có it's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. It's nice to meet you. Các bạn hãy luyện tập 5 lần chưa thạo, 10 lần, 10 lần chưa thạo, 20 lần chưa thạo, 30 lần đảm bảo các bạn có thể nói chào hỏi một cách chính xác. Bởi vì sao? Các bạn học những câu chào hỏi này thì chúng ta sử dụng hầu như tất cả phần đời còn lại của bạn có thể áp dụng những câu này. Chúng ta gặp ai chúng ta cũng phải chào hỏi, do đó chúng ta sẽ sử dụng những câu hỏi này. Hãy đừng tiết kiệm thời gian để luyện tập hàng ngày, có thể các bạn sẽ nhanh chóng thành thạo hơn. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. Và câu hỏi tiếp theo. Ở đây chúng ta có h, phiên âm của nó là h này, a này, u này, how. Do đó ở đây chúng ta có chữ have. Thông thường thì nó là chữ đệm mà thôi, nó là chờ động từ mà thôi. Do đó chúng ta sẽ thường là chúng ta có thể đọc loại bỏ chữ h đi. Các bạn để ý ở đây thậm chí chúng ta có thể đọc thành how are you been. Been này chúng ta đọc là y ngắn, tức là been. Chúng ta không đọc là been giống như đậu mà chúng ta đọc là been. Okay. Chúng ta có how have you been. Các bạn đọc how have you been thì cũng được, các bạn đọc how have you been thì cũng được. Nhưng mà để nói nhanh hơn thì người bạn ngữ họ có thể đọc thành how are you been. Thậm chí chữ này người ta có thể đọc thành how. Tại sao có chữ W? W
Bởi vì chính vì chữ how, các bạn đọc chữ how xong thì môi, vị trí mồm của chúng ta đã ở vị trí của chữ u, how, how, yeah. Khi chúng ta mở miệng để đọc chữ h, có thể là câm, nó qua, u mà mở miệng nó đọc là how, 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 à, how, à, như vậy, how, how have you been, how have you been, do đó chúng ta sẽ đọc là how have you been, how have you been, okay, how, thậm chí là how, how have you been, how have you been, chữ you này các bạn có thể đọc là you, you, hay thậm chí các bạn có thể đọc là chữ yeah, đọc nhẹ thì nó sẽ thành yeah, how have you been, how have you been. Vì sao chúng ta có thể đọc nhẹ chữ you? Bởi vì khi bạn nói như thế thì ai cũng hiểu là người mà bạn đang nói với là người bạn xưng hô là you, you, you. Do đó bạn đọc nó nhẹ đi. Để bạn, chúng ta đọc nhẹ cái này thì chúng ta có thể tập trung vào những chữ khác, giống như how have you been, how have you been, how have you been. Bạn thế nào, chúng ta tập trung vào những chữ khác, chúng ta tô điểm nó lên. Do đó chúng ta có it's nice to meet you, it's nice to meet you, how have you been, how have you been, okay. Thì đó chúng ta đã học xong cách này, how, 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 hay là how, how have you been, how have you been, okay. Chữ been này các bạn nhớ là trong tiếng Anh thì chúng ta đọc là been, nhưng mà trong tiếng Anh Mỹ chúng ta đọc nó là y ngắn, chúng ta đọc là been, been. Bên, nếu các bạn còn không biết được cách đọc này thì hãy quay lại những bài học về ngữ âm mình đã giảng trước đây. Tiếp theo chúng ta có how have you been, có nghĩa là gần đây bạn thế nào, how have you been, gần đây bạn khỏe không, how have you been, ok. Tiếp theo chúng ta có how, chúng ta cũng có how này, h này, a u này. How. Chữ do này là trợ động từ, do đó chúng ta đọc nhẹ nó đi. How. Đọc nhẹ thì chúng ta sẽ đọc thành the. How the. You. Chữ do này chúng ta sẽ nhấn mạnh nó một tí xíu. Chúng ta có the do này. How do you do? How do you do? How do you do? Okay. How do you do? How. How did you do? How? Chữ này chúng ta đọc nhẹ nó. Chữ you chúng ta cũng có thể đọc nhẹ nó thành yeah. How did you been? How did you do? Và chữ do. Bởi vì hai chữ này chúng ta ngầm hiểu là chúng ta nói thì ai cũng biết. Nói một chữ là trợ động từ mà thôi, và một chữ là mình đang nói với người ta hiểu là trong đó có chữ you, you, you. Vậy đó. How did you do? How did you do? Hello, how did you do? Hello, how did you do? Okay. Do đó các bạn có thể hoàn toàn là chúng ta đọc nhẹ. Do đó, nếu để ý các bạn đã thấy sự khác nhau giữa cấp độ từ và cấp độ câu. Cấp độ từ thì chúng ta đọc chính xác là do, do, you và you, you, tiếng Anh Mỹ. Nhưng mà cấp độ câu chúng ta đã có lên xuống, lên thì chúng ta đọc bình thường và hơi mạnh hơn một tí, nhưng mà xuống thì chúng ta sẽ đọc là nhẹ hơn, và thường là có nguyên âm thì nó thành yeah, 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 yeah. How did you do? How did you do? Hello, how did you do? Okay, giờ đó, how did you do? How did you do? Là một câu khá là trang trọng và thường được sử dụng cho những người, các bạn nhớ nhé, cho những người lớn tuổi một tí xíu hỏi là how did you do? Thì các bạn có thể trả lời là I am doing well. I am doing well. Nó giống như là bạn thế nào, bạn khỏe không? Thì bạn nói là bạn tôi khỏe. Hay là đơn giản, đây là một câu chào hỏi giống như hello, hello. Thì các bạn có thể trả lời đáp lại là giống như vậy. How did you do? Thì các bạn cũng có thể nói là how did you do? How did you do? Vậy đó, rất là uyển chuyển. Chúng ta lúc đầu chúng ta thấy nó khó khăn, nhưng thực ra ngôn ngữ thì sau này các bạn quen đi thì các bạn sẽ thấy nó khá là uyển chuyển và nói cách nào cũng được. Do đó tùy cách của các bạn hiểu mà thôi. How did you do? Các bạn nhớ nhé. Khá lịch sự và thường được sử dụng cho những người lớn tuổi một tí xíu. Còn teen thì rất là ít khi sử dụng. How did you do? Các bạn có thể trả lời là I am doing well. I am doing well. Hay là
Các bạn có thể nói đơn giản đáp lại là how do you do? Okay. Tiếp theo chúng ta có please. Please. Chúng ta có tên âm của nó là please. Please. Chữ thu chúng ta đọc nhẹ thành t. Meet. Động từ chúng ta đọc là khi dài chúng ta đọc nó mạnh hơn, chúng ta và chưa chúng ta đọc là please, please, nó cao một tí xíu, please to meet you. Như vậy chúng ta đọc rất là nhẹ bởi vì nó chỉ là phụ mà thôi. Meet động từ chúng ta đọc nó mạnh hơn, please to meet you, please to meet you. Như vậy ở đây chúng ta có to mà ghép với you, các bạn đã thấy hồi này chúng ta sẽ đọc là to. To. Cái này chúng ta đọc là to. Please to meet you, please to meet you, please to meet you. Okay. Rất vui lòng, rất hân hạnh được làm quen, rất hân hạnh được gặp bạn. Đây cũng là một cách nói khá là lịch sự trong tiếng Anh. Please to meet you, please to meet you. Okay. Please. Please. Hai chữ the và the nó gần nhau, các bạn có thể không quan tâm tới nó cũng được, hãy phát âm một cách tự nhiên. Please to meet you. Hãy quên chữ the này đi và đọc chữ the thôi cũng được. Please, please to meet you. Please to meet you. Okay. The. Please to meet you. Okay. Chữ. Okay. Như vậy chúng ta đã học qua một số cách nói trang trọng trong tiếng Anh để chúng ta có thể sử dụng chào hỏi một cách khá là lịch sự trong tiếng Anh. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể sử dụng một số cách khác mà nó gần gũi hơn, giống như trong tiếng Việt chẳng hạn, chúng ta có thể hỏi là khỏe không, này khỏe không, có gì mới không. Do đó chúng ta cũng học những cách đó trong tiếng Anh thì chúng ta giao tiếp với những người mà chúng ta đã quen nó sẽ tự nhiên hơn và không còn khoảng cách, không còn giữ kẽ nữa, không còn giữ kẽ nữa. Ở đây các bạn hãy cùng mình qua phần tiếp theo nhé. Ở đây chúng ta có một số cách chào hỏi rất là bình dân, rất là gần gũi trong tiếng Anh. Giống như bạn có thể nói là hi. 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 Ok. Hi. Chào. Chào. Hi. Hay là thậm chí chúng ta có thể nói là chúng ta đọc là hey, cũng là một cách chào hỏi các bạn có thể sử dụng để chào gần gũi những người mà chúng ta đã quen. Hay là hey cũng có thể được sử dụng để lấy sự chú ý của người khác. Hey cũng có thể là chào, hey chào, hay là này, hey. Ok. Hay là good morning thì đó là một cách chào trang trọng, các bạn có thể nói mình chữ morning mà thôi. Morning. Ok. Morning, afternoon, evening. Morning, afternoon, evening. Các bạn chúng ta bỏ chữ good đi và chúng ta nói nó ngắn gọn hơn và nó gần gũi hơn. Các bạn chào không trang trọng, tức là chào gần gũi, quen thuộc. Ở đây chúng ta có thể nói là khỏe không, khỏe không. How are you? How are you? Hay là chúng ta có thể đọc nó là H này, A này, U này. Và chữ U khi mở miệng ra các bạn đã biết là U, 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 U. Như vậy nó đã thành chữ U, U. Chúng ta sẽ đọc là how, what, you. Hay là chúng ta có thể đọc chữ này thành cũng được. How are you? How, what, how, what, what. How, thì chữ w nó sẽ nối vào chữ a. Do đó chúng ta có how are you? How are you? How are you? Okay. How are you? Bạn khỏe không?
How are you? Bạn khỏe không? Hay là khỏe không? Thì đây cũng là một cách chào hỏi nó khá là bình dân. How are you? Okay. Không phải là how are you mà phải là how are you. Bạn để ý thì nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn và nó trôi chảy hơn. How are you? Okay. How are you? Hello. Hello. How are you today? Okay. Do đó các bạn nhớ nhé. Wow. Ghép với A thành wow. Wow. Chúng ta có một quy luật phát âm trong tiếng Anh, đó là nếu đằng trước, phía trước là một phụ âm thì nó sẽ nối vào nguyên âm phía sau. Chúng ta sẽ đọc là wa wa wa. Chúng ta không đọc là how lại dừng lại rồi a, mà chúng ta đọc nối là how are you. Okay, hello, how are you. Vậy đó, cái này khỏe không? Bạn khỏe không? Thì cũng có thể sử dụng để chào hỏi một ai đó, không nhất thiết là các bạn hỏi về sức khỏe. Hello, how are you? Chúng ta có thể hỏi trực tiếp là how are you? Khỏe không? Okay. Và ở đây chúng ta có good to see you. Good to see you. Chúng ta có the the. Nó là to, phụ thôi. Chúng ta đọc nó thành the. See là động từ, chúng ta đọc nó dài. Và you, chúng ta đọc bình thường. Good to see you. Các bạn thấy nó lên xuống khá là nhịp nhàng. Chúng ta có good to see you. Good to see you. Good to see you. Okay. Chờ, chờ thôi nhé. Bởi vì chúng ta giảm cái này thì chúng ta mới đọc nó cao những chỗ khác được. Nếu các bạn cứ cố gắng đọc cao thì chúng ta không cao, cao tất cả thì chúng ta không đủ hơi. Rồi đó chúng ta có good to see you. Good to see you. Okay. Good to see you. Chờ, to see you. Okay. Cái này giống như là good to see you, cũng là rất vui được gặp bạn, nhưng mà nó bình dân hơn, nó gần gũi hơn. Ở đây chúng ta có long time no see. Long time no see. Okay. Long time no see. Long time no see. Okay. It's long time no see. Long time. Các bạn nhớ nhé. I-E-M-I-E. Chúng ta đọc là I-E-I. Time. Long time no see. Long time no see. Okay. Long time no see. Long time no see. Okay. Lâu, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Lâu lắm rồi không gặp. Hey, lâu quá rồi không gặp. Long time no see. Okay. Tiếp theo chúng ta có how, nếu như chúng ta có how are you thì chúng ta cũng có how are you. How are you doing? You doing? How you doing? How you doing? Cách chữ này chúng ta có thể đọc thành how you doing, how you doing. Như vậy các bạn có thể thấy là thậm chí chữ A có thể được đọc là hầu như là giống như là loại bỏ nó đi, bởi vì how you doing, how you doing. Và in bình thường chúng ta đọc giống như sing thì trong chữ này chúng ta có thể đọc nó là doing thôi. In, in. How you doing, how you doing, how you doing. Okay. How you doing giống như là how này, giờ này, doing. How you doing, how you doing. Chúng ta lược bỏ khá nhiều bởi vì nó nhanh nhanh hơn và nó tự nhiên hơn, không nhất thiết là how are you doing. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cách nói informal. Informal tức là nó không trang trọng, nó gần gũi. Chúng ta có thể nói nó lướt khá là nhanh và người khác vẫn có thể hiểu được. Chúng ta nhanh đi vào câu chuyện chính hơn và dành thời gian cho những việc khác nữa. How you doing? How you doing? Đây là một cách nói không trang trọng và này, khỏe không? How you doing? How you doing? Okay. Hay chúng ta cũng có how's it going? How's it going? Chúng ta có how has, chúng ta có it
go in, chúng ta cũng đọc nó thành in in thôi. How's it going? How chứ đằng trước có nguyên âm thì nó phụ âm nó sẽ nối vào nguyên âm how, không đọc là how's it mà chúng ta đọc là sit sa.